Sơn hàng trạm giai đoạn đang chạy nó. Ngày sau mấy ngày xong đó, mai xong cái này nữa, mai xong hai ngày. Xong rồi hầm gì anh bác? Hầm gì anh? Giáng hương. Đây là hầm giáng hương tạm cầm khẩn các bạn. Đã trơn rồi. Đây gỗ quán hương. Thấy gỗ này nha các bạn. Đây, đây là cái nắp của giáng hương. Mình xem rồi, đẹp rồi, lại bụi nha các bạn. Bụi đóng. Rồi anh thợ đang chà nhám. Chà nhám xử lý láng rồi mới sơn được. Ồ, láng quá. Thank you.
Thêm đây một cái thạch sơn nữa nha các bạn. Hả? Anh sơn mấy ngày được cái gì vậy anh? Mấy ngày sơn được cái? Ngày. Ngày ăn cái hả? Anh thợ này sơn ngày được cái nha các bạn. Đây ông thợ sơn đang pha sơn. Có ai muốn học sơn gu lại liên hệ anh này ha các bạn. Cái này là thợ chính của tại. Cuốn đó luôn anh ta, có cuốn máy này không? Cuốn luôn hả? Cái gì? Đi chờ máy đi nè, cuốn mình coi luôn. Giờ khi gặp xong rồi em thở qua cuốn. Đây là máy bào.